Xin chào anh em nha. Và mình đang cho anh em thấy một cái cống nước của cái đầm người ta giữ cá hay trên thành của cống này. Mình có thể thấy những con cua này. Trong hốc anh em thấy con hốc không? Đó có những con cua này. Đây con cua ngồi đây. Nói chung là vô một cái đầm cái kiểu nha, anh em có thể nhìn thấy rất là nhiều loại cá cua rất là nhiều. Đấy. Ghê chưa? Giờ mình sẽ đi quay cho anh em thấy cái những loại cá ở trong này nè. Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay là mình lại tiếp một con cá chẽm. Chắc anh em nào chưa biết thì cá chẽm người ta gọi là cá vượt ạ. Chung là mồi mình đang câu là mồi đai qua trước mình review con cá lóc này. Đấy. Hôm nay mình đi câu mồi mà không mang theo mồi. Câu chẽm không mang theo mồi chẽm toàn mồi lóc mà. Nên là lấy đâu quýnh thí xác. Nhưng mà được cái nó to thì nó cũng nhảy, nó cũng kiểu như là cá nó dễ nhìn đó. Khoái nước nhiều hơn thì mình dễ câu hơn. Cho mồi lóc mình toàn mấy con nhỏ nhỏ không à, mình biết con này to nhất rồi đó, 6 gram đó. Cần là cần blast fly. Máy đai qua bắt ít. Cần là cần blast fly. Máy CNN, dây là dây buffalo. Giờ bắt đầu câu nha. Ô má nó chạy kìa. Má. Tháo cái máy ra luôn. Con này chắc con 5 kg của con Tuấn rồi chứ ba. Chắc 3-4 kg thôi, 4-5 kg thôi à. Chứ không phải con bự nhất đâu. Hả? Chưa có kẹp, chưa có kẹp. Đục. Đục. Má đường đầu tiên luôn á ơi. Má nặng dữ vậy. Con này nó vô bụi rồi nè. Má mỏi tay rồi đó. Má dây buffalo 2.5 chứ dây thường thì chắc chịu không nổi nó. Ồ nhỏ à. Má mà khỏe quá tưởng cá to. Đù má nó không chịu. Hơn 2 kg à. Con này mà kêu 2 kg à. Không, nghe cá 5 kg giống một tấn cầu bữa. Cá này chắc là còn cá này còn 5 kg mà. Trường cầm nó quay đây luôn Trường. Qua đây quay cận cảnh đi qua đây nè. Đi qua đây. Hugo. Mồi mềm Nobi câu cá lóc nha anh em.
Mình hôm nay mình đặc biệt mình cho nó câu chẽm luôn. Quay 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 sát sát vô lấy nét được. Đừng có zoom, đừng có zoom, tắt zoom đi nha. Coi thường thôi để chụp hình. Tắt nó đi, qua đây chụp ảnh tấm hình đăng chung với đó luôn. Ok, lấy điện thoại chụp hình đi. Rồi, nhỏ bỏ nè.